Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ tương lai, ngầm xác nhận chia tay nghiệp cầm quân. Mới đây đài CBS đã phát sóng chương trình Kim Hyun Jung's New Show với sự tham gia của khách mời đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại đây nhà cầm quân 64 tuổi đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai, nhất là những dự định của ông sau khi rời cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 sắp tới. Nhiều người tò mò về tương lai của tôi sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Thú thật là tôi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả. Năm năm qua tôi chỉ quan tâm tới bóng đá nên chắc chắn tôi vẫn muốn làm một công việc liên quan tới niềm đam mê lớn nhất của mình. Tuy nhiên tôi vẫn chưa tính tới việc sẽ làm gì và làm thế nào ở đâu. Đài CBS dẫn lời huấn luyện viên Park. Hiện tại tôi đang dồn toàn bộ tâm trí vào giải đấu cuối cùng đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, tôi có thể vẫn ở lại đất nước này nếu nhận được một công việc hợp lý. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng mình sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội đội bóng nào ở Việt Nam nữa mà thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng với VFF. Hàn Quốc cũng vậy, tôi không nghĩ rằng mình có nhiều việc để làm ở quê nhà. Từ lúc tôi tới Việt Nam tới nay, bóng đá Hàn Quốc có rất nhiều thay đổi. Tại đây có rất nhiều hậu bối tài giỏi hơn tôi đang học tập công tác tốt. Họ có sức trẻ và nỗ lực tuyệt vời. Tôi có nhận được một số lời đề nghị ở Hàn Quốc, tuy nhiên tôi không có ý định về đây làm huấn luyện viên đâu phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến người hâm mộ đặt ra những suy đoán, ông có thể dã từ sự nghiệp cầm quân sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Trước đó trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng đã có một lần tiết lộ thông tin này trong một buổi phỏng vấn hồi đầu năm 2022. Tất nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt một câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia khác ngoài Việt Nam và Hàn Quốc. Thái Lan và Trung Quốc được xem là rất muốn có được chữ ký của vị chiến lược gia 65 tuổi để vực dậy nền bóng đá nước nhà vốn đang có dấu hiệu sa sút. Ngoài ra thầy Park cũng có thể tới Playco hỗ trợ bầu Đức phát triển học viện bầu đá trẻ hoàng anh gia lai đây cũng là mong muốn ấp ủ từ lâu của nhà cầm quân người hàn quốc như đã phát biểu nhiều lần trước đây